Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mới đây, tài khoản nổi tiếng trên nền tảng Red, ứng dụng tương tự Instagram, đăng tải bài túi xách bánh chiên khiến cư dân mạng bức xúc. Một blogger nhận lời mời quảng cáo của cửa hàng chuyên bán bánh chiên vì để chụp ảnh đẹp và bắt mắt hơn, cô đã để thức ăn vào túi xách nhựa trong suốt. Dưới phần bình luận, nhìn hình mà ngửi được mùi nhựa luôn, thật sự có người nhìn thấy mấy tấm hình này là thấy thèm hả? Túi to như vậy thì làm gì ăn hết, người bình thường chẳng có ai ăn nhiều như vậy. Sau đó, nhiều sinh viên học chuyên ngành khoa học thực phẩm cũng lên tiếng. Loại nhựa này không được tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Nhựa và dầu ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất gây ung thư, ăn rồi mới biết hậu quả khôn lường. Thời đại review đồ ăn trên mạng hiện nay ngày càng trở nên khó hiểu vì để tạo sự khác biệt, những trào lưu lạ lẫm, thậm chí đánh cược sức khỏe lũ lượt ra đời. Ví dụ như kênh tài khoản chuyên sáng tạo nội dung trộn các hỗn hợp hóa học kỵ nhau để xem phản ứng, bất chấp cháy nổ, nguy hiểm chết người. Tất cả trào lưu này đều có mục đích khơi gợi sự tò mò của người xem, từ đó kiếm được số tiền lớn từ mạng xã hội. Đáng chú ý hơn cả là trào lưu đựng thức ăn trong đồ trong suốt. Hương vị món ăn không quan trọng, chỉ cần đựng trong túi nhựa, thùng nhựa trong suốt để tạo cảm giác bắt mắt, ngon miệng là được. Ban đầu trào lưu này nổi lên với món mì tôm hùm đất đựng trong túi nhựa ni lông, vừa đi vừa ăn, ngắm cảnh thanh xuân gió mát. Kế tiếp, cầm xô nhựa trong suốt đựng đầy hải sản tươi và nước sốt, thậm chí còn có người ác ý photoshop lại chiếc xô bắt mắt thành thùng đựng rác. Chưa hết, còn có xô chè đậu xanh 4kg, những người mắc hội chứng sợ lỗ thì chắc chắn phải đi đường vòng. Đỉnh điểm nhất không còn thỏa mãn với túi xô trong suốt, các blogger còn dùng luôn cái bát bằng vỏ dưa hấu đựng mì, vải tươi, tôm hùm đất lột vỏ, mì, trái cherry. Còn có bình thủy tinh đựng nước lèo bún ốc kèm theo ống hút khiến người đi đường không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại. Thậm chí còn có túi truyền nước có đủ ống dài, giá cầm đựng nước soda. Quả nhiên những trào lưu này được hưởng ứng mạnh mẽ, đồng thời cũng phát sinh ý kiến trái chiều vì hình ảnh gây phản cảm. Phong cách ăn uống dần bị biến chất và không chân thực. Hiện tượng kinh doanh và quảng cáo ẩm thực bằng mạng xã hội này tạo nên sự bức xúc vì 4 nguyên nhân sau. 1. Mô tả lố lăng, xa rời thực tế. Chỉ cần mở ứng dụng Red, tìm kiếm chủ đề ẩm thực, những bài đăng hiện ra đầu tiên hầu như đều được chỉnh sửa công phu, rõ nét, chất lượng cao. Để có được hiệu quả thị giác cao hơn, món ăn được chỉnh sửa với màu sắc tươi sáng, bóng bẩy, kích thích vị giác. Cùng với đó là nội dung đính kèm sử dụng từ ngữ mạng mới, mô tả quá lố, thậm chí có phần ấu trĩ. Ai mà chưa ăn món này thì tôi đây rất lấy làm tiếc thương sâu sắc. Quá đỉnh, rất nhiều người đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Trung Khánh, Hàng Châu chỉ để ăn thử một miếng. Viên trân châu tròn lấp lánh, dẻo thơm, thơm lừng vị sữa béo, ăn vào một miếng là yêu luôn, nghiện luôn. Ai mà chưa ăn món này thì xin phép chê lỗi thời nhé. 2. Hình ảnh quảng cáo và đồ thật khác nhau một trời một vực. Nhiều cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh những chiếc bánh chiên tí hon đầy áp cả một túi giấy, liền chạy ngay đến quán mua ăn thử, cuối cùng phải ngã ngửa vì hiện thực tàn khốc. Chiếc hộp giấy nhỏ bé đựng vài viên bánh chiên đầy dầu mỡ, vừa ít vừa đắt. Nhìn ảnh thật cũng biết hương vị không đến nỗi thần thánh như lời đồn. 3. Món ăn siêu to khổng lồ, đầy ớt đầy dầu chỉ để kích thích vị giác mà không cần suy nghĩ đến vấn đề sức khỏe. Bạn có để ý là những món nổi rần rần trên mạng đều nhiều dầu, nhiều muối, nhiều ớt, nhiều đường. Các loại ớt, tiêu, gia vị, phô mai lộn xộn nhồi nhét trong chiếc hộp nhỏ chắc chắn không có lợi cho sức khỏe. 4. Trào lưu ngày càng trở nên biến thái, vượt quá giới hạn. Hot Tajin đề tử thử thách ăn cá mập cắn thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp thứ 2 quốc gia của Trung Quốc, sau đó cảnh sát đã nhập cuộc. Nửa con nấu lẩu, nửa con nướng, rắc đủ loại gia vị, nhiều đến mức lãng phí. Cô gái này tưởng rằng làm video độc lạ thu hút người xem, nhưng không ngờ lại dính vào pháp luật. Cuộc đua ẩm thực hiện nay đã trở nên mất kiểm soát, vì để thu hút người xem, nhiều blogger đã vắt óc suy nghĩ nhiều cái mới, ăn cỏ dại, ăn đồ siêu to khổng lồ, đồ hiếm món lạ. Chưa hết, phải kết hợp với ăn nhiều, ăn khỏe, ăn nhanh, ăn như hổ báo thì mới đúng điệu. Những blogger trên không đủ kiên nhẫn trong sáng tạo nội dung, họ đã sử dụng nhiều ý tưởng chiêu trò táo bạo để rút ngắn thời gian nổi tiếng. Đương nhiên, nổi tiếng nhanh không phải là xấu vì nhận được rất nhiều lợi ích.
Tuy nhiên, những nội dung độc hại không lành mạnh sẽ khiến bạn dần bị hủy hoại cả danh tiếng, cuộc sống lẫn sức khỏe. Đó là còn chưa kể đến hệ lụy dẫn dắt dư luận gây nguy hiểm cho cả cộng đồng. Ví dụ điển hình chính là blogger đệ tử ăn cắm mập trắng vướng vào vòng lao lý. Trong thời đại thông tin và mạng xã hội phát triển ngày nay, con người dễ dàng bị lạc lối với vô số nội dung trào lưu không lành mạnh. Do đó, hãy là người dùng thông minh, chọn lọc nội dung phù hợp, quan trọng nhất là không đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và sự an toàn của bản thân. Mới đây, các chuyên gia từ New Zealand đã khai quật được một mẫu vật hết sức thú vị. Đó là một chiếc bánh nướng hoa quả ra lò từ năm 1911 do hãng bánh quy Anh Hunley & Pemmers khá nổi tiếng vào thời kỳ đó thực hiện. Và điều thú vị nhất ở đây là chiếc bánh trông vẫn rất tươi mới, có mùi thơm và có thể ăn được. Nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Nguyên do thực ra rất đơn giản, vì nơi khai quật chiếc bánh này là ở Nam Cực và lớp băng vĩnh cửu tại đây đã trở thành chất liệu bảo quản nó một cách hoàn hảo. Được biết, chiếc bánh đã theo chân đoàn thám hiểm Nam Cực do thuyền trưởng Robert Falcon Scott dẫn đầu từ hơn 100 năm trước. Chỉ trong vòng 2 tuần, việc tìm ra một chiếc bánh được bảo quản quá hoàn hảo là điều rất đáng mừng, trích lời Lizzie Mick, người quản lý đoàn nghiên cứu. Sống và làm việc tại Nam Cực khiến con người buộc phải hấp thụ những thực phẩm giàu chất béo và đường, nên đương nhiên những chiếc bánh như vậy thực sự đáng quý. Thêm một tách trà nóng nữa thì tuyệt vời, Mick trả lời một cách hóm hỉnh. Mick cho biết, chiếc bánh được tìm thấy trong túp lều băng của đội phương Bắc, nhóm tách ra từ đội thám hiểm gồm 4 người của thuyền trưởng Scott và có vẻ như đã bị bỏ lại đó vào năm 1911. Đội của Scott sau đó di chuyển về bán đảo Cape Adair tại phía cực nam của Nam Cực. Có điều trên đường trở về, họ gặp phải biến cố khiến toàn đội thiệt mạng. Còn đội phương Bắc cũng không khá hơn, họ di chuyển thêm 250 dặm đến bán đảo Cape Evans vào năm 1912, nhưng rồi thiên nhiên quá khắc nghiệt đã gần như quật ngã họ. Những gì còn sót lại là các vật dụng bên trong túp lều băng này. Hiện tại các chuyên gia đã tìm cách bảo quản túp lều vì nó là một trong những công trình mang tính lịch sử. Túp lều như kể lại câu chuyện từ 100 năm trước, đồng thời là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ thám hiểm tiếp theo. Gordon MacDonald, một chuyên gia trong nhóm cho biết,